Đây là bó hoa mình đã hoàn thành nha các bạn. Mời các bạn xem mấy bước mình thực hành nha. Chào các bạn, mình là Khánh, mình đến từ Hoa Tươi Hoàng Nga. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là bó hoa sen kết hợp với hồng nha các bạn. Phụ liệu hôm nay mình chuẩn bị là gồm là 5 hoa sen, 5 cái đài sen nha các bạn, và 10 bông hồng, 10 bông hồng kem. Lá thì có lá bạc và chút bích hợp. Giấy hôm nay mình sử dụng giấy là gồm có giấy lụa Hàn Quốc nha các bạn và giấy kính. Rồi giờ sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hành nha. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hành. Thì mình bó vô lá nha các bạn. Mình bó thì tùy theo cách mỗi người bó. Có khi mình vô lá trước, vô lá xong hết mình sẽ đút bông vô. Còn giờ mình sẽ hướng dẫn bạn là vừa vô lá vừa vô bông nha. Tấm lá rồi mình vô sen. Mấy bạn nào làm mà không quen thì mấy bạn cứ vô lá nhiều chút xíu. Nếu có 5 hoa sen nên mấy bạn làm, mấy bạn sẽ chia cho cái cố định cái 5 hoa sen cho nó đều ra nha. Chia chéo góc thôi các bạn. Khi bó mấy bạn chéo góc, mấy bạn cố gắng là bóp chặt cái tay của mình nha. Vì cái hoa của mình nó mới không có chạy. Khi mình bóp mà lỏng lỏng cái tay là cái hoa của mình nó chạy chỗ khác, không có như cái lúc mà mình để gì mình đặt mình ốm như ban đầu. Khi mấy bạn bó thì mấy bạn vừa vô ngói sen, vừa vô sen rồi vừa vô hồng, mình bó sang kẽ nha cũng được. Còn mình nên mình bó là mình bó hết cái hoa này mình tới mới tới hoa kia nha. Lá mình cứ gãi lá cho nó đều ra hết cái phần bó hoa. Mấy bạn muốn bó hoa nó càng lớn thì mấy bạn vô lá cho nó càng nhiều vô, vô cho cái độ khùng của cái bó hoa. Đầu hùng hết rồi. Khi mình vô giấy là sẽ cái giấy này sẽ ướp, nó ướp nhẹ vô thôi, nó không cần sát vô cái bó máy, bó hoa máy thì bó hoa sẽ được to. Mình vô hồng như thế này. Hồng này thì mấy bạn muốn lặt lá hết cũng được, còn mình là thích bó kiểu mình để lá nhiều khi có khách về người ta gửi ra người ta cắm bình á. Nhiều khi nó còn một hai cọng lá trên cành hồng nó sẽ tự nhiên hơn. Khi
bó chéo gốc mới bằng gãi gác cái hai. Mấy bạn nào mà tay mà bó lá nhiều quá hay gì đó, mấy bạn cầm mà không quen á, mấy bạn quấn keo, quấn cho nó lỏng lỏng keo chút xíu rồi mình bó cho nó dễ hơn. Nhiều khi cái tay của mấy bạn nhỏ, mấy bạn cầm nó không chắc á, hay là cái hai mình nó bị sút vậy đó. Quấn keo mấy bạn. Kiểu bó này mình bó chủ yếu là nó chỉ có cái bề ngang thôi các bạn, không có cái bề độ tròn. Nói chung là mình bó cho nó ngang ngang xíu cái hoa cho nó ngang hai bên chút xíu á. Xong phần mình vô hoa nha các bạn. Đó, nhìn quấn keo. Quấn keo là xong rồi mình vô lá. Khi mình quấn keo xong, mình bỏ hoa xong, mình quấn keo, mình cố gắng quấn quấn chỗ cái phần đang quấn keo là mình quấn cho nó chặt luôn các bạn, cho nó chặt thiệt chặt luôn, cho cái hoa mình nó đừng có chặt. Mấy bạn nào mà cái tay nó ngắn xíu thì mấy bạn cứ để trên bàn, mấy bạn để trên bàn nó lấy cùng bằng keo, mấy bạn cứ để mấy bạn quấn, hoặc là mới để mấy bạn cùng bằng keo cắt, mấy bạn kéo mấy bạn lòn qua bằng kéo gì. Còn mình thì cái tay của mình nó hơi dài xíu, bởi vì mình làm mình hay quay cái bó hoa cho nó lẹ. Quấn thêm một phần keo dưới đây để cho mình túm bông gòn vô cho nó dễ nè. Khi mình vô bông gòn á, tùy theo cái lúc mà lá của mình nó ngắn hay nó dài nữa. Như lá bạc của mình nhiều khi có mấy cọng mà nó ngắn quá thì mình cố gắng mình cho cái bông gòn nó bọc cao lên luôn. Nó bọc cao lên trên bó hoa chỗ cái tới mà cái lá bạc á, chỗ cái phần ngắn ngắn ấy, cho cái hoa, cái lá bạc của mình nó giữ nước. Cho nó lâu tàn chút xíu.
khi mình vô mình bỏ cái bịch và mình giữ nước cho mông gòn lại mà mình túm cái bọc cái phần này cho nó sát vô keo, bạn quấn băng keo cho phần này cho nó sát, nó càng chặt nó càng tốt nha các bạn. Quấn cho nó nhiều vòng, khi mà nhiều khi nước của mình nó nhiều á là mình cái bó hoa mình để nằm á nước nó cũng sẽ hạn chế chảy ra nó ướt cái giấy của mình. Ta để trên bàn làm việc thì ta để đây nước sẽ chảy ra thành bó hoa, nó ảnh hưởng tới người ta. Xong, giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn vô giấy nha. Đây mình sẽ hướng dẫn bạn vô giấy nha. Giấy mình cắt khoảng 5 tờ này khoảng 50 cm nha các bạn. 5 tờ. Các bạn nào mà hạt tiện xíu thì mình cắt khoảng 40 gì đó cũng được. 40 35. Tùy, nói chung tùy theo cái đơn hàng của mình giá tiền nó như thế nào thì mình sẽ sử dụng cái giấy nó cho nó phù hợp. Mình cắt thì mình cũng nhắm chừng nó chứ cũng không cần mà nó chính xác mấy. Và hai tờ nó nhỏ hơn, nó khoảng tầm 35 cm nha, nó nhỏ là mình cho mình đỡ ở phía trước của bó hoa. Cái này là mình bó kiểu tự nhiên nên cái hoa của mình nó không, mình sắp nó không có đều như các bạn, cho nó tự nhiên cho nó lả lơi á. Giấy cũng vậy. Các bạn nào không quen thì cứ vô một lớp và một tờ giấy là mình làm quấn thêm một lớp keo nha. Tùy theo cách vô giấy, như này là mình bó chủ yếu là cho cái phần hoa nó lòi lên, nên cái giấy mình sẽ vô cho nó thấp nha các bạn. Gấp giấy thì tùy theo mỗi người khác, có người gấp nửa miếng hoặc là có người gấp một ít đó, thì mấy bạn tùy theo mà mấy bạn thích kiểu bó kiểu nào mấy bạn bó nha.
cái bó hoa mà nó nặng quá, các bạn mà cầm, mấy bạn nữ mình tay nhỏ quá cầm không nổi á, mấy bạn lấy cuộn băng keo mấy bạn quấn sẵn trong cái bó hoa luôn, rồi khi mình vô giấy tới đâu á thì mình quấn keo tới đó cho nó đỡ nặng, mình đỡ cầm lên cầm xuống. Đi xong ba cái tờ giấy đầu tiên, xem mình sẽ ốp cái phần ở phía trước nha. Mình lựa hai tờ nhỏ nãy mình cắt á, mình ốp cái nó phía trước, mình ốp cho nó chéo góc nha các bạn, cho nó chéo góc vậy nè. Xong mấy bạn chụp, mấy bạn chụp mà càng chặt cái tay là cái độ phùng của tờ giấy mình nó càng đẹp nha. Tờ bên kia cũng vậy nha. Tại bên kia nếu như bạn làm mà nó chập chững mà mới làm nó gần quen á, mấy bạn cứ chập vô vậy. Xong đó mấy bạn cứ lặn cái tay vô, đẩy cái giấy mình vô nè. Xong kéo ra, không sao, là bó hoa mình sẽ đều hai bên luôn nè. Phần này là cái phần giấy lụa nên nhiều khi tờ giấy của mình á nó sẽ chạy tới chạy lui. Bạn bó lúc nào mà bạn kéo lại. Còn hai tờ là mấy bạn cho nó vô phía dưới nha. Cắt cái giấy nó hơi ra nó, cho nó lả lơi xíu. Mấy bạn nào mà muốn bó cái giấy mà nó ôm vô á, mấy bạn để tờ giấy nó đứng nha, nó đứng này tờ giấy mình sẽ ôm vô. Mấy bạn muốn bó tờ giấy cho nó phùng á là mình để tờ giấy cho nó xéo qua bên một góc nè, chụp nó là tờ giấy nó sẽ phùng ra. Kéo lên tờ giấy hai bên mình nó phùng ra là nó không có ốp vô, nhưng nếu mình chụp đứng thì sẽ ốp vô, còn mình chụp xéo gấp là nó không có ốp. Xong có phần lớp giấy lụa mà mình sẽ vô cái lớp giấy kính. Xếp một lớp nhẹ thôi, đặt bó hoa lên. Này mà muốn nó to mấy bạn, cái giấy mình gấp cho nó nhỏ thôi nha, gấp vừa cái miếng chút xíu thôi. Thank you.
cái cuộn keo cắt này nó là tùy theo mấy bạn thuận tay nào, mấy bạn để bên cái tay thuận của mình sử dụng nha. Mình tại vì mình sử dụng tay trái nên cái bó hoa cái tay của mình lúc nào nhiều khi mình để bên đây nè, mình quấn cho nó lẹ. Còn mấy bạn thuận tay phải thì mấy bạn để mà mép tay trái hay gì đó, mấy bạn quấn cho nó dễ cho mình nó. Mà muốn phùng ra mấy bạn cứ để trên chéo góc, đặt bông hoa lên. Giấy này là mình vô nó cũng kiểu tự nhiên luôn các bạn, nó sẽ xéo xéo trên lệch nha chút xíu, chứ mình không có vô cho nó cố định mà nó đều lên 2 mét nha, nó có thể nó cao nó thấp. Bên tờ bên đây cũng vậy các bạn, các bạn cũng phụng nó để cho nó chéo gấp đẩy à. Mấy bạn muốn bó cho cái đuôi nó dài để các bạn chụp tờ giấy, trên mấy tờ giấy sau các bạn chụp cho nó dài chút xíu, các bạn ốp xuống đó thì nó dài mà. Bạn nào không quen các bạn cứ ốp từ dưới lên, ốp lên các bạn nhấn vô. Các bạn nào hà tiện giấy thì mấy bạn cái tờ giấy sau cùng mình cắt làm đôi ra cho nó tiết kiệm được tờ giấy.
khi mình cắt tờ giấy cái phần này nó xấu quá mà các bạn, mình vô mình ớt cho nó vô trong nha, mình gấp cho nó vô trong, mình bỏ vô bông hoa mình cho nó, cho nó. Còn phần ngoài cái phần này mấy bạn muốn khỏi ớt được, mấy bạn quay tờ giấy cái phần đẹp, mấy bạn quay gì mấy bạn chụp vô thôi cho nó tự nhiên á, mấy bạn cứ chụp tờ giấy vô. À, bên đây cũng vậy các bạn, ớt vậy thôi. Cái lớp giấy này là cái lớp sau cùng mà mình cố gắng mình ớt tờ giấy làm sao cho nó đừng có nhăn nha. Nó nhăn nó sẽ bị xấu vậy bó hoa. Xong bó hoa mà đã hoàn thành các bạn, mình cứ cột cái nơ, cột nơ nó mình xong. Chào các bạn, thì là clip của mình đã xong các bạn thấy hay các bạn nhấn like, subscribe để bên lúc subscribe nó có cái chuông các bạn, và nhấn cái chuông đó thì khi mà có clip mới á các bạn sẽ được thông báo nha. Chào các bạn.